to the right, now dance, dance to the left, to the left, now dance, dance to the right, to the right. Come on now. Mày có máy của con học cái con này là gì đấy? À, máy nào? Lúc chờ đợi.
Đấy là bạn to tiếng đấy. Đây nè, bố con này. Đơn, to tiếng đấy. Cái mũ của mày đâu? Đây, 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 từ từ, từ từ, cho uống. Cái mũ của mày đâu? Đây. Thị thiện này. Anh quay rồi. Anh cắt cái chỗ xấu đi, anh để cái đẹp này. Quay được hết cái cảnh. Thì có thiếu người thôi chứ còn cảnh trên đầy đủ rồi. Cho nhạc à? Lồng nhạc à? Lồng nhạc FLC à? Nén nước đang chảy nhá, chị Thiện này. Đợi nước bơm đầy nhá, được bơi nhá. Chị Thiện ơi. Chị Thiện. Đừng mà cho đi à. Chơi em ơi. Bố ra về bơi với con. Chị Thiện ơi. Chị Thiện ơi. Chị Thiện ơi, chị Thiện. Chị Thiện. Chị Thiện. Chị Thiện. Chị Thiện ơi. Thế mà mặc đứng là hải sản nổi tiếng. Thế phải gừng. Hải sản là phải để gừng với rượu. Thế mà kiểu em chuyên hải sản. Mình bay mà phủ rượu đi. Em tưởng ở đây nó bán cơ. Thôi đừng tưởng, em vào. Nhắn tìm đồng đội vào chủ bóng viên đâu? Nào, bóng viên đâu nào? Đây này. Quay đi. Rồi, quay ánh. Đi. Hôm nay giống Lệ Quyên nhỉ? Kéo ông mạnh lắm ấy nhá. Thế á? Thế thì cầm quay đi. Cầm mạnh đi, bên này đây này. Quay không? Đấy, chủ quán đấy, chuẩn bị nhá, mở quán đấy. Công nhận, ta chủ quán chuyên nghiệp. Biết thay được chưa? Không. Mẹ, anh mới ngon từ đến giờ đấy. Anh vừa ăn súng ra nhà được. Anh ơi.
Hả? Sao anh bảo anh mua bát giấy mà anh không mua? Ờ, bát ở ấy đây mà anh chị ơi. Nó mua thì thôi. Bát bên kia. Cắm điện nóng anh. Không. Điện cho nóng. Mẹ ơi. Điện vào nhá. Điện cho nóng. Anh em mọi người đi tắm rửa và gọi luôn. Em rửa anh luôn. Đã quên tắm rửa rồi đâu. Ông phải đều chưa? Chỉ nghe thấy chưa? Đem cắp cho. Khủng đấy. Bà này thì bà ấy bảo là nào chụp hai mẹ con, hai mẹ con, hai mẹ con là chụp hai mẹ con, chụp hai mẹ con, chụp mẹ Loan đi. Ôi dồi ôi, quay cận cảnh nữa kìa. Cận cảnh nha. Đưa cái thớt vào à? Thẳng. Cồn à? Cồn đấy. Thớt dạo à? Đây, dưới này ra ngoài. Dưới tissue đó đang để. Dưới này ghế ra ngoài. Đó. Không, mình ngồi dọc này. Không hết được, không hết được. Không hết được. Không hết được. Su và Biu là đôi bản thân. Để dưới hết ra ngoài. Ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài. Ôi dồi ôi, kìa 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 kìa. Tức là mình là người quay. Ôi, nhưng mà không nhìn thấy. Không nhìn thấy chứ hả? Cái ông kinh quản bên kia kìa. Hả? Mà không nhìn thấy, không biết là con làm quá chị đùi lắm như này này. Đây bát con nhiều thôi chị, bát to, bát to với đĩa đây rất là nhiều chị ra nào. Em bê hai con đi. Dạ đây. Chồng chị, cái bụng chồng chị mà nó. Tắt cái bé nhà này kia. Quá hát cái bài gì. Đó là hiểu chết liền. Đây ba xe nào. Rồi, ra. Kiểu nữa. Được rồi. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây ba. À, anh Quỳnh chụp cho chị với em này. Đấy nhưng mà đứng ở đây. Chị mua cái áo. Còn nước tiền nữa cơ. Phải giữ liên thẳng máy vào. Thấy mà cứ rách lên cho báo đỏ là được. Em đi sang kia. Chị đổ cái này vào đây nhá. Đổ nhá. Cả đưa anh nhìn phải. Đấy, em cứ phải đúng rồi. Này. Không có mùi vị, đúng chất thịt luôn. Món đây là món này. Em cứ đi tìm em. Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Chưa bao giờ từ chối giúp đỡ chúng ta. Là người sợ rằng cậu ấy là lòng thay quá. Nhưng đúng không quản được con đơn giản. Không biết tại sao nhưng tôi nghĩ cậu ấy rất tuyệt. Cậu ấy là Aaron Sherwin nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiền ơi. Thank you.